Chào mừng anh chị đến với channel của Ninh Tuấn Bất Động Sản, nơi anh chị nhận được những thông tin và những cơ hội đầu tư. Thì hôm nay em Tuấn giới thiệu với quý cô bác anh chị quý đầu tư một nền đất trên trục đường 26m thuộc dự án HUD. Thì hôm nay chúng ta cùng đi khảo sát nha. Dạ. Thì vị trí em Tuấn đứng đây thì ngay ngã tư, một hướng là sẽ về trung tâm của dự án HUD và một hướng là sẽ về trung tâm của chợ và xã Phước An. Thì chúng ta cùng đi khảo sát lô đất nhé. Lô đất chúng ta hôm nay nằm trên trục đường 26m, có diện tích là ngang 6m và chạy sâu vào trong là 20m, diện tích là 120m2 phun thổ cư. Dạ, 120m2 phun thổ cư. Thế đất thì hiện tại là đang là bằng phẳng. Dạ, đang là bằng phẳng. Thế đất rất là đẹp, xung quanh là những cái hàng cây rất là cao rồi. Dạ. Sau này thì cái trục đường này sẽ là trục đường kinh doanh buôn bán, một hướng là sẽ thông ra đường Huỳnh Thúc Kháng về trung tâm của xã Long Thọ, và đường này cũng là thông ra tái định cư Vành Đai 3. Thì cách tái định cư Vành Đai 3 xa xa kìa, khoảng hơn một cây số thôi. Dạ, hơn một cây số thôi. Dạ. Đây. Với diện tích là ngang 6, dài 20. Với mức giá đỉnh điểm của khu vực này từ năm 2020 đến 2021 dao động là hơn 20 triệu trên một mét vuông. 23 đến 24 triệu trên một mét vuông. Nhưng mà hiện tại anh chủ đang đưa ra với mức giá dao động là 16 triệu trên một mét vuông, tức là 120 mét vuông chỉ với mức giá là 1,9 khoảng 1,930 1,930. Yeah. Thì anh chị đã sở hữu một nền đất tại vị trí kinh doanh buôn bán sau này. Yeah. Thì anh chị quan tâm đến lô đất thì liên hệ ngay với em Tuấn qua số điện thoại 0374 516 390. Em Tuấn xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô bác anh chị ở những video sau nha. Xin chào.